Kính chào quý vị và các bạn, kính chúc quý vị và các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Sau đây, mời quý vị đến với các tin chính ngày hôm nay của kênh Tin Mới, bản tin thời sự tổng hợp tất cả những tin tức nóng hổi mới nhất trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 28 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, tin bão mới nhất. Lúc 14 giờ chiều ngày 28 tháng 8, tâm bão số 6 Kanu, cấp bão mạnh nhất ở trên biển cách thành phố Ngọc Hoàn, tỉnh Chiết Giang khoảng 540 km về phía đông nam, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, cường độ ít thay đổi và áp sát bờ biển từ trung tâm Chiết Giang đến Bắc Phúc Kiến. Nó di chuyển theo hướng Đông Bắc ở vùng biển ven biển Nam Chiết Giang, hướng về phía nam biển Nhật Bản với cường độ yếu dần. Bị ảnh hưởng bởi Kanu, từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 29 tháng 8 sẽ có gió 6 đến 8 cấp độ ở eo biển Basi, vùng biển phía đông Đài Loan. Biển Hoa Đông và vùng biển gần quần đảo Điếu Ngư cũng như cửa sông Dương Tử, vịnh Hàng Châu, bờ biển Chiết Giang, bờ biển phía bắc Phúc Kiến, bờ biển phía bắc đảo Đài Loan có gió mạnh cấp 9, cấp 10, trong đó sức gió ở biển Hoa Đông và vùng biển gần quần đảo Điếu Ngư có gió đạt cấp 9, cấp 12, gió giật cấp 13, cấp 14. Các vùng biển lân cận đi qua tông Kanu có sức gió cấp 13, cấp 16, gió giật cấp 17 trở lên, có mưa lớn ở phía bắc đảo Đài Loan. Ngày 28 tháng 8, Đài khí tượng Thủy văn Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo bão màu xanh và gió giật màu vàng. Theo phân tích của mạng thời tiết Trung Quốc liên quan đến tình hình hiện tại của Kanu, khả năng hạ cánh ở Trung Quốc đang giảm và khả năng chuyển hướng sang Nhật Bản ngày càng tăng. Trên vùng biển phía nam Chiết Giang, từ đêm ngày 28 tháng 8 đến sáng ngày 29 tháng 8, nhiều khả năng nó sẽ di chuyển theo hướng Đông Bắc, chủ yếu do áp cao cận nhiệt đới trên phía Bắc hoạt động từ đêm ngày 28 tháng 8 đến sáng ngày 29 tháng 8, suy yếu và đứt đoạn. Ngày 29 tháng 8, khả năng bão di chuyển chậm lại, thậm chí đình trệ. Mặc dù người ta nói rằng xác suất đổ bộ vào đất nước Trung Quốc đã giảm, nhưng khả năng đi về phía Bắc hoặc đổ bộ dọc theo bờ biển tỉnh Chiết Giang vẫn không bị loại trừ. Theo Đài quan sát khí tượng tỉnh Chiết Giang, Kanu sẽ tiếp tục di chuyển về phía Tây với tốc độ 10-15 km/h. Về đường đi tiếp theo, Đài quan sát khí tượng tỉnh nhận định Kanu nhiều khả năng di chuyển theo hướng Đông Bắc. Ở vùng ven biển phía Nam Chiết Giang, từ đêm ngày 28 tháng 8 đến rạng sáng ngày 29 tháng 8, nhưng khả năng cọ sát vào bờ biển tỉnh Chiết Giang vẫn không loại trừ khả năng đi lên phía Bắc hoặc đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang. Tính từ khi Kanu được đánh số chính thức vào sáng sớm ngày thứ 6, nó đã di chuyển trên đại dương được 6 ngày. Mặc dù bước vào giai đoạn thời tiết sớm, nhưng Kanu vẫn không thể đoán trước. Trên thực tế, các tổ chức khác nhau, các giá trị số lớn và mô hình AI đều cho rằng con đường sau này của Kanu rất phức tạp và khó hiểu. Hiện tại, rất khó để đưa ra kết luận tại sao quá trình di chuyển của Kanu bị kẹt. Mao Diên Quân, một kỹ sư cao cấp tại Trung tâm Khí hậu tỉnh Chiết Giang tin rằng lý do chính là Kanu không chỉ là một ông lớn mà còn là một ông lớn di chuyển chậm. Đánh giá từ hình ảnh đám mây vệ tinh, cấu trúc tổ chức của Kanu đối xứng có thể nhìn thấy rõ vùng mắt và hệ thống mây đối lưu gần tâm bão tương đối mạnh mẽ. Điều này làm cho nó có kích thước tương đối khủng. Ở giai đoạn đầu, áp cao cận nhiệt đới có giải ở phía bắc của Kanu mạnh và ổn định, nên đường đi của nó tương đối rõ ràng và nó di chuyển về phía tây bắc. Dưới sự hướng dẫn của áp cao cận nhiệt đới ở phía bắc, Mao Diên Quân cho biết, nhưng khi Kanu rơi vào tình trạng bị bao vây bởi ba mặt của độ cao phụ, luồng không khí được dẫn hướng bị suy yếu và về cơ bản nó chỉ có thể di chuyển chậm bằng ổ đĩa bên trong của chính mình. Dự kiến Kanu sẽ duy trì trạng thái ủ rũ như vậy cho đến khoảng ngày 29 tháng 8. Trên thực tế, Kanu không phải là cơn bão chậm lớn duy nhất. Đơn cử như cơn bão số 6 Pháo Hoa năm 2021 cũng rất chậm, bị ảnh hưởng bởi áp cao cận nhiệt đới vào thời điểm đó từ đông sang bắc và thiếu luồng không khí dẫn hướng, nó đã ở trạng thái chậm trong một thời gian dài. Một ví dụ khác là cơn bão số 19 Nati năm 1991 tưởng chừng như mất hút trên đại dương, trải qua 5 lần đổi góc lớn gồm hướng Tây, hướng Đông, hướng Tây, hướng Nam và hướng Bắc, trong đó có 3 lần quay ngược chiều kim đồng hồ. Ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương có khoảng 3 con đường di chuyển của bão, di chuyển về phía Tây, đổ bộ và quay hướng. Vậy Kanu thuộc thể loại nào? Hiện tại, nhiều mô hình dự đoán trên thế giới vẫn có sự khác biệt lớn trên con đường sau này của Kanu. Một phần lớn nguyên nhân dẫn đến những thay đổi khó lường như vậy là do hệ thống thời tiết phức tạp, dẫn đến ngày càng có nhiều yếu tố tác động đến Kanu. Cường độ và vị trí của áp cao cận nhiệt đới sẽ thay đổi trong tương lai.
Ngoài ra, ở phía đông và phía tây của Kanu còn có một xoáy lạnh trên cao. Hệ thống ảnh hưởng rất phức tạp và có thể thay đổi. Chúng có thể ảnh hưởng đến tầng khác, Mao Diên Quân nói. Trên thực tế, Kanu cũng đang chờ tín hiệu dẫn đường. Dự kiến sau ngày mai, khi áp cao cận nhiệt đới ở phía bắc suy yếu và đứt gãy về phía đông, lộ trình của nó sẽ trở nên rõ ràng hơn, Mao Diên Quân cho biết. Gió mạnh, sóng biển, chiều cường có thể có sóng cao 10 m ở bờ biển Chiết Giang. Bất kể tốc độ chậm của Kanu, tác động của nó đối với Chiết Giang đã bắt đầu. Từ 8 giờ đến 11 giờ ngày 28 tháng 8, trên mặt biển dọc bờ biển Chiết Giang xuất hiện gió giật mạnh cấp 8, cấp 10, cực đại 24,5 m/s, đạt cấp 10 tại ga Thạch Đường ở Ôn Lĩnh, Thái Châu. Theo bản tin thời tiết Chiết Giang, chịu ảnh hưởng của hoàn lưu ngoại vi Kanu từ chiều ngày 28 tháng 8 đến ngày 1, khu vực Trung Bộ và ven biển Bắc Trung Bộ Trung Quốc có mưa vừa đến mưa to cục bộ và có nơi mưa rất to. Riêng các khu vực khác nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Chiều có nơi mưa rào và dông vài nơi, khu vực Bắc Biển Đông gió giật mạnh cấp 9 đến cấp 11, khu vực Trung Bộ và Nam Biển Đông có gió giật mạnh cấp 13 đến 15, các vùng biển lân cận đi qua tâm bão có thể lên tới cấp 16. Vùng biển ven bờ từ chiều ngày 28 tháng 8 đến chiều ngày 29 tháng 8 có gió giật mạnh cấp 8, cấp 10. Ngày 29 tháng 8 và ngày 30 tháng 8 cấp 9, cấp 11, vùng ven biển từ đêm ngày 28 tháng 8 đến ngày 29 tháng 8 còn có gió mạnh giật cấp 6, cấp 8. Theo bản tin thời tiết Hàng Châu, mặc dù Kanu đã điều chỉnh hướng, nhưng có thể chỉ cách bờ biển Chiết Giang 200-220 km vào thời điểm gần nhất bị ảnh hưởng, nên sẽ có mưa to, mưa lớn ngắn ngày ở phía đông của Hàng Châu vào ngày 28 tháng 8 và ngày 29 tháng 8. Mưa gió cũng sẽ tăng lên và mọi người vẫn cần cảnh giác với những rủi ro của thiên tai như lũ lụt trên núi ở các khu vực nhỏ, tai biến địa chất và ngập úng ở thành thị và nông thôn có thể gây ra bởi lượng mưa lớn trong thời gian ngắn. Thành phố Hàng Châu dự báo thời tiết, ngày 28 tháng 8 trời u ám, có mưa rào hoặc dông, cục bộ có thể kèm theo dông, mưa to đến rất to trong thời gian ngắn. Nhiệt độ từ 26 đến 32 độ C, gió đông bắc cấp 5, cấp 6, giật cấp 7. Ngày 29 tháng 8 trời nhiều mây, có mưa rào hoặc dông, có thể kèm theo dông, có mưa rào ngắn đến mưa to cục bộ, nhiệt độ từ 28 đến 33 độ C, gió đông bắc cấp 5, cấp 6. Ngày thứ bảy trời nhiều mây, có mưa rào hoặc dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ C, có gió bắc cấp 3, cấp 4, giật cấp 5. Ngày chủ nhật trời nhiều mây đến nắng, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ C. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Ngày thứ hai trời vẫn nhiều mây, trưa chiều có mưa rào hoặc dông, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ C. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Ngày thứ ba trời nhiều mây, trưa chiều có mưa rào hoặc dông, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ C. Gió tây bắc cấp 3, cấp 4. Ngoài ra, thời kỳ chiều cường thiên văn gần đây cần chú ý đến ảnh hưởng chồng chất của gió, mưa và thủy triều. Cục khí tượng nhắc nhở, trong cơn bão, người dân ven biển được khuyến cáo tránh xa các đập ven biển, không xem thủy triều dâng cao và sóng lớn. Trong những ngày tới, bắt đầu từ ngày 29 tháng 8, áp cao cận nhiệt đới sẽ được điều chỉnh và đường đi sau này của Kanu vẫn chưa chắc chắn. Mọi người nên chú ý theo dõi diễn biến của nó và kịp thời đưa ra những tin tức mới nhất. Thưa quý vị, bị ảnh hưởng bởi sự kết hợp của không khí lạnh và ấm và cơn bão số 5, mưa lớn đã xảy ra ở hầu hết các tỉnh Hà Bắc kể từ ngày thứ Năm tuần trước. Lượng mưa tích lũy, lượng mưa cực đoan tại một trạm và cường độ mưa cực đại đều vượt quá các trận mưa cực đoan vào năm 1996 và năm 2016. Tính đến 12 giờ ngày thứ Ba, lượng mưa lớn đã ảnh hưởng đến 540.703 người tại 87 huyện của tỉnh Hà Bắc. Có 9 người chết do thiên tai, trong đó 4 người ở thành phố Bảo Định, 5 người ở thành phố Huỳnh Đài và 6 người mất tích do thiên tai, trong đó 2 người ở thành phố Bảo Định, 4 người ở thành phố Huỳnh Đài. Để đối phó hiệu quả với lũ lụt do bão, tỉnh Hà Bắc đã liên tiếp mở 7 khu vực chứa và giữ lũ, đó là Ninh Ba, Đại Lộc Trạch, khu vực lũ sông Hiểu Khánh, Lãng Đầu Oa, Đông Điếm, khu vực lũ lụt Tây An và khu vực lũ lụt sông Vĩnh Định, làm cho 847.400 người bị ảnh hưởng. Hiện tại, tỉnh Hà Bắc đang nỗ lực hết sức để tìm kiếm và giải cứu những người bị mất tích và bị mắc kẹt, tái định cư hợp lý những người bị ảnh hưởng, thực hiện các biện pháp phòng chống lũ lụt và cố gắng hết sức để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Kính thưa quý vị, vừa rồi, các phóng viên của Bắc Kinh News và phát thanh truyền hình đã đến thành phố Môn Đầu Câu và thấy rằng nước lũ đã rút. Phóng viên quan sát thấy nhiều cành cây và bùn vẫn còn trên đường Thập Dân, đường Tân Kiều và các con đường khác, đồng thời có những phương tiện bị hỏng nằm dọc đường. Theo tin tức từ CNR.com,
tính đến 17 giờ ngày thứ Hai, nguy cơ lũ lụt ở thành phố Môn Đầu Câu, Bắc Kinh đã được xử lý và các nhân viên liên quan đang dọn dẹp bùn tại chỗ. Hiện tại, lũ lụt trong khu đô thị đã rút trên đường Thập Dân. Đường Tân Kiều và các con đường khác còn sót lại nhiều nhánh cây và bùn đất, vẫn còn những chiếc xe hỏng hóc nằm dọc đường. Quý vị thân mến, mưa lớn xối xả trút xuống thủ đô Bắc Kinh và miền Bắc Trung Quốc trong 4 ngày liên tiếp kể từ ngày thứ Bảy. Do ảnh hưởng của cơn bão Doksuri đã gây lũ lụt trên diện rộng và khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, 19 người mất tích, hiện chính quyền Trung Quốc đã triển khai các nỗ lực cứu hộ và cứu trợ quy mô lớn. Trong khoảng 60 giờ từ đêm ngày thứ Bảy đến sáng thứ Ba, lượng mưa trung bình 261mm đã gây ngập nhiều nơi ở Bắc Kinh, trong đó lượng mưa lớn nhất đã vượt quá 740mm tại một số hồ chứa ở quận Sông Bình. Chiều thứ Ba, chính quyền Bắc Kinh cho biết 11 người ở thành phố này đã thiệt mạng do mưa bão, trong đó có 2 nhân viên cứu hộ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Những nạn nhân thiệt mạng bao gồm 4 người ở quận Môn Đầu Câu, 2 người ở quận Phong Sơn, là những huyện bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Các trường hợp tử vong khác bao gồm 4 người ở quận Sương Bình và 1 người ở quận Hải Điện. Tính đến chiều thứ Ba, khoảng 45.000 người tại 13 quận ở Bắc Kinh bị ảnh hưởng nặng nề và 127.000 người đã phải sơ tán. Ngay trong ngày thứ Ba, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu tìm kiếm và cứu nạn những người mất tích hoặc bị mắc kẹt do lũ lụt và thảm họa địa chất. Ông nói rằng, điều quan trọng là phải đảm bảo điều trị y tế cho những người bị thương và cung cấp viện trợ cũng như sự an ủi cho gia đình của những người đã khuất. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, sự an toàn tính mạng và tài sản của người dân cũng như sự ổn định xã hội phải được đảm bảo bằng những nỗ lực tối đa. Bộ Tài chính và Bộ Quản lý ứng phó khẩn cấp Trung Quốc cùng ngày cho biết, đến nay Trung Quốc đã dành 110 triệu nhân dân tệ, tương đương 15,43 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ nạn nhân thiên tai ở Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc. Khoản tiền này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công tác cứu hộ khẩn cấp và cứu trợ những người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Bắc Kinh đang tăng cường các nỗ lực cứu trợ nạn nhân thiên tai bằng cách sử dụng máy bay trực thăng của quân đội để thả các nhu yếu phẩm thiết yếu và sơ tán cư dân bị mắc kẹt. Bên cạnh đó, các sở tài nguyên nước ở Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc đã hợp tác thực hiện kiểm soát lũ lụt, áp dụng các biện pháp như xả lũ trước và phối hợp thượng nguồn với hạ nguồn để giảm thiểu tác động chung của lũ lụt trên toàn khu vực. Kính thưa quý vị, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.